không nên nghe điện thoại ở nơi vắng vẻ nha. Kẻ cướp sẽ thuận tiện ra tay đó. Và cô bé này đang giằng co cùng tên cướp. Tôi lấy lại được túi xách, nhưng chân cô ta đã bị thương. Hãy hành động theo tấm gương tốt của cô gái này. Đi xuống cầu thang nên cẩn thận khi mang giày cao gót. Bạn có thể gặp chấn thương. Cũng may là có anh bạn này giúp đỡ. Anh ta đã bế cô ta đi một quãng đường thật xa. Và đã đến nơi rồi. Làm việc tốt thì không thấy mệt đâu. Mình có thể ngồi đây được chứ? Ôi, anh trai này vô duyên quá. Hãy nhường chỗ cho phụ nữ và trẻ em. Anh bạn này thật năng động. Anh ta phát hiện một cô gái bị thương. Lập tức anh tiến đến giúp đỡ cô ta. Hành động này rất tốt và ý nghĩa. Hãy sống và hãy giúp đỡ người khác khi có thể bạn nhé. Sống trên đời hãy làm việc có ích nhé. Cô gái bị mù đi qua đường rất nguy hiểm. Ngay lập tức cô nhận được sự giúp đỡ. Một hành động tốt giúp cuộc sống bạn trở nên ý nghĩa hơn. Bầu bì mà đi đâu thế không biết. Này anh bạn, có thể giúp bà bầu chút không? Thái độ thế là không tốt đâu. Này hai bạn, hãy nhường chỗ cho phụ nữ mang thai chứ. Nếu hai anh muốn nặng tay thì nhìn này. Hành động này là chính nghĩa. Ôi, ông lão ngồi đây ăn xin thật tội nghiệp. Và cô gái sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ ông ta. Có vẻ cô có sáng kiến gì rồi. Và đó là một ý tưởng rất hay. Nhờ vào tài năng của mình mà cô có thể giúp ông lão nhiều hơn. Hãy dùng tài năng của mình vào việc có ích nhé. Cô bạn này mệt mỏi, cần chỗ nghỉ chân. Có vẻ cô ta mệt mỏi khiến cô buồn ngủ. Con gái gì mà vô duyên quá đi. Nhưng không phải chàng trai nào cũng như thế. Anh bạn này thật tốt. Cô lao công làm việc thật vất vả. Giữa trời nắng gắt vẫn phải quét dọn. Và cô ta đã ngất xỉu vì kiệt sức. Khi thấy trường hợp này, bạn sẽ làm sao? Hãy cho cô ta uống một chút nước và đỡ cô ta vào bóng mát nghỉ ngơi. Một hành động tốt cho cuộc sống này ý nghĩa hơn. Lần đầu hẹn hò hả anh trai? Nhìn bộ dạng anh xem còn ngại ngùng nữa chứ.
bỏ cuộc đi, nghèo có phải là cái tội đâu. Xin lỗi anh, tiền không mang lại hạnh phúc đâu. Xem bộ dạng chán nản của anh ta kìa. Hạnh phúc đôi khi đơn giản hơn ta tưởng nhiều. Họ cãi nhau to rồi. Và anh chàng tốt tính đã xuất hiện. Hãy hàn gắn yêu thương. Cuộc sống đôi khi có những người khốn khổ hơn mình. Cả ngày nay anh ta chưa có gì để ăn. Và cô gái đã gọi thêm một phần ăn nữa. Cô ta sẽ giúp đỡ anh chàng khốn khổ kia. Hãy nhận lấy đi anh bạn. Hãy chia sẻ lòng tốt trong khả năng của bạn là đủ. Ôi, đôi giày cô lao công bị rách hết rồi. Hoàn cảnh của cô ta thật là đáng thương. Hẳn là cô gái này sẽ giúp đỡ. Ôi, đôi giày thật đẹp, cô không dám mang đâu. Cô gái thật tốt tính làm sao. Hãy cố gắng để cuộc sống tốt hơn nhé. Và 3 ngày hôm sau, cô gái tốt bụng đó đã bị ngất xỉu bên đường. Và chị lao công nhận ra đó là ân nhân của mình. Hello. Và cô gái nhận được sự giúp đỡ từ chị lao công. Chị cõng cô gái đến nơi người thân đang đợi. Bạn cứ cho đi, rồi sẽ đến lúc bạn nhận lại. Em ngồi đây được chứ? Và cả hai bắt đầu ăn bánh cùng nhau. Anh ta một miếng, cô ta một miếng. Sao anh dám ăn bánh của tôi? Nhưng anh ta nhường ghế cho mình mà. Ok. Hãy chia sẻ cho nhau. Bạn nên cẩn thận khi đi đường vắng. Kẻ biến thái có thể theo dõi bạn. Ôi, phải cảnh báo cho cô ta biết thôi. Và cô gái đã nhận được sự giúp đỡ. Khi bị phát hiện, anh ta sẽ rời đi thôi. Thank you.